nhà ông cứu tôi với, mở cửa cho tôi vô đi bà. Có ai không? Có ai nhà ông? Mở cửa đi. Đào nè, lụa hai chị em mình dệt á, càng ngày càng mướt. Em coi nè, mát tay gì đâu á. Lụa hai người đẹp dệt thì phải mướt thôi. Nếu mà đặt tên cho thương hiệu á thì mình sẽ đặt là lụa mỹ nhân. Lụa mỹ nhân, nghe hay quá à. Thôi đi, đừng có mèo khen mèo dài đuôi nữa. Không phải sao mẹ? Không phải á, mẹ cũng khen người ta khen, lụa đẹp, người dệt cũng đẹp, mẹ không thấy hãnh diện sao? Hãnh diện cái gì? Lớn hết rồi, mau rủ nhau lấy chồng để cho tôi bớt lo giùm cái. Mẹ, hai chị em con sau này á, lấy hoàng tử hết một lượt, mẹ lo gì? Trời ơi, đừng có điên quá. Sao mà điên mẹ? Hai tiểu thơ sắc nước hương trời như tụi con á, thì trừ hoàng tử á, sao không lấy ai hết? Nè, mẹ nói cho mà biết nghe, người ta con quan con tướng kìa. Sắc nước hương trời kìa, giới hoàng tử còn không tới. Trời ơi, hai đứa bay là con dân mạc hạng mà, trèo cao quá té đau. Xuống xuống xuống. Mẹ này, cái đó là chuyện duyên số, làm sao mà mình biết trước được. Với lại á, chị em con mệnh lớn, chắc là phải làm cỡ hoàng hậu trở lên cơ. Thôi nghe, tỉnh lại giùm tôi một cái. Con đó, con làm chị hai, cứ nhồi nhét vô đầu nó mấy cái suy nghĩ đó không à, riết là hư hết à. Ừ, đâu có. Cái này là nó nhồi nhét cho con chứ bộ. Không được, không được rồi. Điều này là phải gả hết. Gả sớm thôi chứ không để được rồi. Mẹ đừng có mắc công. Nếu không phải hoàng tử á, thì tụi con không lấy ai đâu. Con đó, con là mẹ gả đầu tiên hết đó. Mẹ, mẹ đừng cho ai khác tới đây coi mắt nha. Tụi con không ra gặp á, thì mắc công mất lòng đó. Lậm quá rồi. Đây nè, nay mai nghe, bà mối dẫn người tới coi mắt. Hai đứa phải thay đồ đẹp ra để cho người ta gặp mặt nghe. Dạ, không bao giờ. Con cũng vậy. Nói không nghe lời á, ra khỏi nhà tôi nghe chưa. Công tử đây á là con nhà Thế Việt. Phụ mẫu của chàng đã chấm nhiều đám lắm rồi, môn đăng hộ đối. Cũng là đám tiểu thơ trăm manh dòng dõi. Nhưng tiếng đồn về con gái xinh đẹp của nhà bà đó làm chàng quyết chí phải lấy cho được một cô về làm vợ. Dạ. Được làm dâu nhà chàng á, thiệt là phúc lớn cho con gái bà rồi đó. Tôi biết lắm. Tôi đội ơn công tử đã để ý tới con tôi. Để tôi kêu tụi nó ra, rồi công tử ưng đứa nào tiến tới luôn, khỏi cần hỏi ý nó. Khoan đã. Sao vậy được? Tôi muốn nghe ý kiến của hai nàng. Không cần đâu. Tôi cũng có nói sơ sơ với hai đứa nó rồi. Tụi nó đồng ý hết rồi đó. Công tử đừng hỏi gì hết nghe. Dạ. Vậy xin cho gặp mặt. Dạ, dạ được. Hai đứa ra đây con. Dạ xin chào ba. Chào công tử. Hóa ra tụi này cũng biết nghe lời chứ. Cứ tưởng tụi nó đòi lấy hoàng tử thiệt. Cũng phải, công tử đây cũng đẹp trai, kiểu này mình nhìn còn thích, sao bỏ qua được. Quả là những trang tuyệt sắc. Xin ra mắt hai nàng. Đó, giờ xin công tử cứ lựa chọn. Xin bỏ qua cho. Mẹ, tụi con ra đây á không phải là để cho công tử lựa chọn. Vậy ý nàng là? Con nói vậy là sao? Hả? Hay là một trong hai đứa ưng công tử rồi thì nói. Dạ không, mẹ nói là nếu mà không ưng á thì cút ra khỏi nhà tao. Cho nên tụi con chuẩn bị sẵn hành lý rồi. À? Mẹ cho thì tụi con ở nhà chờ ngài lên kinh tìm hoàng tử. Còn không á thì tụi con đi luôn ngay bây giờ. Công tử đừng có nghe tụi nó nói xàm. Các nàng đã nói vậy rồi, ta còn mặt mũi nào nữa.
xin cứu. Công tử. Đi tìm hoàng tử. Coi được vậy á, mà cũng điên hết rồi. Đũa mốc mà mày đặt chòi mắm son. Hoàng tử hả? Già cán cạn hơn. Dài 3 năm nữa kìa, đến cái thằng đánh dặm á, nó còn không thèm rớ. Ở đó. Chị. Hai đứa đi ra khỏi nhà. Đi. Trời ơi, còn gì cái. Công nhận ở đây đẹp thiệt chị ha. Nếu mà ở nhà giờ này chị em mình phải luộc kén, kéo tơ nè. Làm sao mà mình biết được cảnh đẹp như thế này đâu. Đi chơi xuống thiệt đó. Nhưng mà chị thấy sợ sợ quá Đào ơi. Tối nay mình ngủ ở đâu? Mình còn chưa ăn gì nữa đó. Chị khoan hãy lo. Bây giờ mình cứ đi chơi cho đã đi. Mà em nghĩ á, vô kinh thành đó nha, mình phải đi hết một vòng kinh thành, rồi sau đó mới đi vô cung kiếm hoàng tử sao? Em nghe nói á, làm hoàng hậu rồi khó đi ra ngoài lắm đó. Phải hả? Mình cứ đi chơi cho đã đi rồi mình làm hoàng hậu sao? Đúng rồi đó. Thích thiệt ha. Đi. Trời sắp tối rồi. Đêm nay mình ngủ ở đâu Đào? Chị đói và mệt nữa. Mình quên đem theo đồ ăn thức uống. Bây giờ có tiền cũng đâu thấy quán xá gì để mua đồ bỏ bụng. Giờ này chắc là mẹ nấu cơm chờ tụi mình về. Chị nhớ mẹ quá à. Chị nhớ cái giường của mình nữa. Chị mỏi chân, chị muốn nằm quá à. Thôi chị đừng có nói nữa. Đã đi rồi thì phải quyết. Có mệt đói cũng không được than gian. Không lẽ mình cứ đi suốt đêm vậy sao? Có vẻ như là mình đã đi lạc rồi đó. Càng đi chỉ càng thấy rừng thôi hả? Thì mình ráng đi. Thế nào cũng gặp nhà dân à. Có bóng người chạy qua kìa. Không lẽ là ma? Chị đừng có nói bậy. Rõ ràng chị thấy có bóng người lướt qua. Lỡ Lục Lâm thảo khấu, cọp bèo, hay là chàng tin ăn thịt người thì sao? Chạy lại đi, chạy lại lên. Kìa. Đúng rồi, mình qua đi. Lẹ lên. Đi. Có ai ở nhà không? Dạ, cho hỏi có ai ở nhà không? Dạ, chào ba. Dạ, chào ba. Hai cô gái trẻ đi đâu mà lạc vào rừng giờ này vậy? Tụi con đang trên đường về kinh để tiến cung. Nhưng mà tới đây á, trời cũng sắp tối rồi. Bà có thể cho tụi con tá túc một đêm được không ạ? Được không bà? Nhà dạ thì chật chội. Nếu không chê á, thì mời vào. Dạ tụi con cảm ơn. Dạ. Nhà dạ chỉ có một cái giường này. Thôi hai cô tối nay ngủ tạm ở đây. Ủa, có một cái giường thôi rồi bà nằm ở đâu? Thôi không có sao. Già cả rồi khó ngủ. Ngã lưng ngoài kia được rồi.
Bà sống ở đây có một mình hả bà? Bà còn đứa con gái nữa. Nó đi buôn, vài bữa nữa về ăn giờ. Thôi, hai đứa nằm nghỉ đi. Để già ra và làm gì cho hai đứa ăn nha. Dạ. Biết vậy ở nhà với mẹ khỏi lấy hoàng tử. Cực quá. Chịu cực một chút mà chị em mình sung sướng cả đời. Chị đừng có than nữa. Nhưng mà Đào à, em có thấy lạ không? Sao tự nhiên á, giữa rừng sâu mọc lên một căn nhà mà có cái mùi gì nặng nặng á. Còn nữa nha, nhìn giống như là nhà quan vậy đó. Không có đồ đạc gì hết trơn à. Thôi, có gì đâu, mình chỉ ngủ nhờ thôi mà. Sao phải thắc mắc nhiều vậy? Mình cứ nghỉ tạm đi, sáng mai mình đi sớm rồi. Vậy đi, vậy đi chị. Cái gì vậy Đào? Chị em mình đã rớt vô nhà của yêu tinh rồi. Được làm cho yêu tinh thức giấc, mình phải nhẹ nhàng thoát khỏi đây thôi nha chị. Chị nói là cái nhà này kỳ lắm mà chị nghe. Nó nhỏ thôi, thôi mình đi, phải trốn lẹ đi, coi chừng mụ ta giật mình đó. Bụng đói, giờ sẵn có hai con mồi ở đây, mình vô mình ăn cho đỡ đói chứ. Trời ơi, nó đâu rồi? Chết tôi rồi. Nó đâu rồi? Nó đâu? Ôi, ai? Chị có sao không? Mình chạy tiếp đi. Yêu tinh đi mây về gió, đuổi kịp chị em mình bây giờ. Chị mệt quá rồi, chạy không nổi nữa đâu. Chị ráng lên. Bây giờ nó có ăn thịt á, thì để cho nó ăn đi. Chị đuối quá rồi. Mình bỏ nhà đi là để làm vợ của hoàng tử, chứ không phải để yêu tinh ăn thịt. Cố lên chị, mạnh mẽ lên. Đã nói là cái nhà này kỳ lắm mà không có chịu nghe. Trước mắt mình phải trốn được yêu tinh trước đã. Sống rồi kiếm đường sau. Đi yêu tinh. Làm ơn tha mạng cho tôi đi mày. Làm ơn đi. Làm ơn tha mạng cho tôi đi mà. Tôi đi. Làm ơn đi mà. Bình tĩnh. Làm ơn đi. Đừng lo, ta là một chứ không phải yêu tinh.
Đêm khuya các con là con cái nhà ai mà dám đi giữa rừng khuya như vậy? Dạ, chị em tụi con trên đường tiến kinh thì lọt vô nhà yêu tinh ăn thịt người. Tụi con sợ quá bỏ chạy. Yêu tinh sắp đuổi tới nơi rồi đó. Được, hai con cứ đứng yên đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu kìa? Có thấy hai con gái đi ngang đây không? Hả? Có. Có, đâu? Đằng kia. Hình như ta thấy có mùi thịt người ở đây đây. Hả? Ta vừa mới ăn. Hả? Còn lại mấy khúc xương ở trong bụi kia kìa. Có đói thì vào lửa mà ăn. Ôi. Đúng là đồ yêu nghiệt. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Chị, bây giờ làm sao? Làm sao ra khỏi chỗ này? Giữa đêm khuya, các con không thể đi ra khỏi rừng sâu này được. Hãy theo ta. Mình đang ở đâu vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Chị, mình đang ở Kinh Thành kìa. Mình tới Kinh Thành rồi đó. Vậy hả? Mừng quá Ủa, nhưng mà ông lão đâu rồi? Ta đây, ta chỉ việc đưa các con tới đây thôi. Còn sắp tới, Kinh Thành đầy cám dỗ, các con phải biết tự bảo trọng lấy mình. Ta đi đây. Con xin tạ ơn ông một. Mình vô Kinh Thành đi. Mình vô đi. Dạ, cảm ơn quý khách. Dạ, chào hai cô. Chào hỏi ở đây có phòng trọ không? Tụi tôi muốn ngủ qua đêm. Dạ, chắc hai cô đi đường xa, có đói bụng muốn dùng gì không? Dạ, cho chị em tôi hai bát mì. Dạ, tôi mời hai cô uống nước. Dạ, dạ. May quá. Mình phải về báo cho hoàng thượng biết để tiến cung cho thái tử. Cũng may gặp được hai cô gái này, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Dạ, tài bắn cung của thái tử quả thật không ai sánh bằng. Tôi muốn đi dạo một mình, các người lui đi. Dạ thái tử. Nàng lại, tại sao lại cản đường ta? Thái tử bắn cung, chắc mình rồng đã đẫm mồ hôi. Để thiếp... Miễn đi. Ta hỏi lại, nàng là ai? Bẩm, thiếp vốn không phải là tỳ nữ trong cung, cho nên mạo muội đến đây vì trót đem lòng tơ tưởng. Chẳng hay thái tử có mở lòng đón thiếp về làm nương tử. Thiếp nguyện suốt đời. Nàng nói sao? Nàng muốn làm nương tử của ta? Nàng thật là bạo gan. Thái tử thấy nhan sắc của thiếp chưa đủ rực rỡ, hay cư xử chỗ nào còn thiếu sót? Nhan sắc và ứng xử của nàng thì chẳng có gì thiếu sót, chỉ là ta không có hứng thú với nàng. Tránh ra. Mà nàng vừa mới nói nàng không phải là người trong cung, vậy thì nàng từ đâu tới? Tại sao lại lọt vào đây? Cận kề lâu ngày khắc có hứng thú. Nếu thái tử cho thiếp cơ hội. Nàng thật là bướng. Người đâu? Bẩm điện hạ, có thần. Cô gái này đâu rồi? Đâu rồi? Dạ bẩm điện hạ, có chuyện gì không ạ? Không có gì. Nè, lễ truyền ngô chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ bẩm, đâu đã vào đó. Hoàng bào cũng đã xong,
mọi thứ đã hoàn hảo, xin điện hạ cứ yên tâm mà. Ừ, nếu như vậy ngươi cứ tùy nghi mà xử lý. Dạ, bẩm còn một việc ạ. Chuyện gì cứ nói. Dạ, hoàng thượng truyền sau lễ lên ngôi của điện hạ, người muốn thấy thái tử thành gia thất ạ. Chẳng hay ngài đã ưng ý đám nào chưa ạ? Chuyện đó thì quả là chưa, ta chưa thấy ai ưng hết. Ngươi có ứng cử nào không? Vừa nãy thần có ra phố, trông thấy hai cô gái xinh đẹp như hoa, dung mạo sang cả, nhìn thấy là biết ngay quý tướng. Bàn dân thiên hạ ai cũng trầm trồ khen ngợi ạ. Cũng được, cứ cho vào đây xem thử. Dạ, tuân lệnh thái tử. Dám từ chối ta, ta sẽ làm cho mi phải ân hận. Đẹp quá, đẹp quá à. Đẹp quá chị ơi. Ở đây đẹp quá à. Nhiều hoa đó nè. Trời, Đào ơi, em thử nhéo chị một cái coi, có phải là chị em mình đang đứng trên giường Thường Uyển không? Chị này, em cũng hồi hộp lắm á. Nghĩ là mình lên kinh thôi, muốn gặp được thái tử đâu phải dễ. Ai ngờ tự nhiên có quan quân triệu tập chị em mình vô cung. Mà không biết hoàng tử dung mạo ra làm sao. Lỡ như ổng bụng bự, tráng hói, rồi người xấu xí thì sao? Phải hỏi coi chàng có vừa mắt hai chị em mình không đã. Sao mà không được mắt, chị em mình đẹp vậy, ai gặp mà không ưng chứ. Ha, mình cứ nghĩ như vậy đi cho đỡ rung. Không phải là nghĩ như vậy, mà sự thật nó là như vậy. Thái tử triệu hai cô vào diễn kiến. Đi theo ta. Dạ, đi. Dạ, bẩm thái tử, thần đã dẫn hai cô nương tới rồi ạ. Dạ bẩm thái tử, trong hai nàng đó thái tử chọn nàng nào? Còn để thần bẩm lên hoàng thượng. Hãy tấu với cha ta, ta sắp sửa có hai người vợ. Cả hai ạ? Ngươi không nghe rõ hay sao? Hai cô gái này sẽ là hoàng hậu của ta, và hôn lễ sẽ được cử hành ngay sau lễ truyền ngôi. Tuân lệnh thái tử. Tại sao giờ này còn chưa chịu về? Không biết có tìm được ai không nữa để cho tôi ăn chứ? Trời ơi, đói. Đi đâu mà tới giờ nó không có chịu về? Sao giờ này nó chưa chịu về? Trưa rồi, đói quá, đói quá mà chưa chịu về nữa. Nó về, nó về. Sao, con phải kiếm được đứa nào không hả? Hồi này có con ma nào dám bén mảng vô đây đâu mà kiếm. Tin đồn á, con quỷ nó ăn thịt người, nó lan khắp nơi rồi. Chắc á, là bây giờ phải đi vô chợ, ở trong đó tha hồ có người cho mẹ ăn. Xa quá, mẹ con ta là yêu tinh mà sống với người làm sao được hả? Mẹ tự đi mà kiếm đi, có hai con mồi không lo chữ mà ăn dần. Bây giờ
Tụi nó lên đời hết rồi đó. Ai? Còn nói ai? Hả? Thì hai đứa con gái mà dạo trước mẹ để sổng đó. Hả? Không biết sao tụi nó gặp được hoàng tử. Bây giờ chàng lên ngôi vua, cưới luôn hai chị em nó về làm vợ rồi. Tự nhiên hai tụi nó thành bà hoàng. Vì sao? Vì sao? Sao con biết? Hả? Cái tên háo sắc khốn kiếp, hắn nói á là hắn không có hứng thú với con, làm cách gì cũng không quyến rũ được. Hả? Vậy mà vừa thấy hai chị em nhà đó, hắn ưng luôn. Được, được. Được rồi, mẹ sẽ làm cho hai đứa nó thân tàn ma dại. Mẹ mới ha dạ. Mẹ làm cách nào? Cách nào hả? Được, con hãy chờ xem. Đẹp quá ta. Thế con gái tôi đẹp quá. Mẹ, sao hồi đầu quá hả? Không biết con đẹp như vậy. Để cho hoàng tử lấy con. Con cứ đi đi, bây giờ con được toại nguyện rồi. Đã vậy con còn được trả thù cho mẹ nữa kìa. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Con hả? Con sẽ rửa mối thù này cho mẹ. Ây lắm. Ô mẹ. Mẹ, hai chị em con sau này á lấy hoàng tử hết một lượt, mẹ lo gì? Trời ơi, đừng có điên quá. Đi tìm hoàng tử, coi được vậy á mà cũng điên hết rồi. Đũa mốc mà mày đặt chồi mắm son. Không phải là nghĩ như vậy, mà sự thật nó là như vậy. Hãy tấu với cha ta, ta sắp sửa có hai người vợ. Cả hai ạ? À? Đào à, em đang mang long thai đó, nhẹ nhàng thôi. Em biết mà. Chị thấy chưa, chịu khó rồi á, tự nhiên hai chị em mình được làm hoàng hậu, được ở trong cung nè. Rồi mỗi ngày á, mình được vui đùa cùng nhau nữa. À, chị nè, bữa nào mình về thăm mẹ đi. Chắc là mẹ mừng lắm luôn đó. Ồ, chị cũng nhớ mẹ quá. Mình xin với bệ hạ, thế nào người cũng chấp nhận. À, bệ hạ kia, hay là mình nói với người một tiếng. Ừ, đi. Ái thê, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Ta miễn lễ, hai nàng cứ bình thân. Bệ hạ, thần thiếp xin phép bệ hạ cho hai chị em thần thiếp về thăm mẹ. Thiếp nhớ mẹ lắm rồi. Ừ, về thăm mẹ cũng được thôi. Chỉ sợ nàng đang thai nghén, đường xá xa xôi là thêm mệt mỏi. Ta cũng muốn về thăm nhạc mẫu một lần. Chỉ tại vừa lên ngôi, triều chính còn đang bề bộn. Thiếp lo cho em được, xin bệ hạ đừng lo. Được, vậy ta sẽ lệnh cho thị vệ chuẩn bị chu đáo và mang theo cả người y phòng, để đường xa có gì cần thiết. Hai nàng đi đường cho sớm. Đội ơn bệ hạ, vậy để thần thiếp cho người chuẩn bị. Ừ. Chúng thần xin cáo lui. Nàng kia, nàng là ai? Thiếp ở xa lắm, mẹ thiếp đưa thiếp lên kinh kỳ, rồi mê cảnh quá bướu
nên lạc tới chúng này. Vì mãi mơ say qua cho nên đã lạc bước, không biết đây là giường cấm, xin hoàng thượng bỏ qua cho. Nàng biết ta là ai sao? Dạ, tiếp tình cờ nghe hoàng thượng trò chuyện vui vẻ với các bà hoàng. Nếu như nàng đã biết ta là ai, nàng có muốn chung sống cùng ta ở hoàng cung này hay không? Hai bà hoàng của bệ hạ nhan sắc chim sa cá lặn, thiếp xấu xí như vậy làm sao xứng với bệ hạ đây? Vậy mà theo ta, ta thấy nàng bỏ xa bọn họ. Hãy theo ta về cung, muốn gì được nấy, ta sẽ chiều nàng. Hoàng thượng không lừa thiếp chứ? Ta hứa với nàng. Vậy nếu như thiếp nói thiếp muốn vào trong cung, hoàng thượng phải đuổi hết những người vợ cũ đi. Phải chi á mà hoàng thượng ngự giá cùng với chị em mình về thăm mẹ, chắc là mẹ vui lắm ha. Chắc mấy người ngày xưa nói chị em mình mơ mộng sẽ sáng mắt ra. Em đừng có nói vậy, bây giờ mình là hoàng hậu rồi, về tới làng phải gìn giữ, đừng có ra vẻ ta đây để người ta nói. Chị của em lớn hẳn ra đó. Hoàng hậu đương triều mà. Mà sao em mang theo nhiều đồ quá vậy? Mình chỉ về có mấy ngày thôi mà. Cứ mang theo bao nhiêu tùy thích, hai người không có dịp quay lại đây nữa đâu. Người nói vậy là sao? Hoàng thượng vừa ban lệnh là lập tức đuổi hai chị em nhà ngươi ra khỏi hoàng cung. Tiện nữ, người dám hỗn láo hả? Bệ hạ vừa ban lệnh cho hai chị em ta về quê. Đó là mấy khắc trước đây thôi, còn lệnh mới ban bây giờ là đuổi luôn, không cho quay trở về đây nữa. Ngươi, ngươi đi đâu đó? Ta đi gặp hoàng thượng. Ta phải gặp hoàng thượng hỏi cho ra lẽ. Vô ích thôi. Bây giờ hoàng thượng đang nhập phòng cùng với hoàng hậu mới. Còn ta, ta được lệnh áp giải hai người ra khỏi hoàng cung này ngay lập tức. Hoàng hậu mới? Nhưng em ta đang mang long thai, hoàng thượng không thể nào đối xử với bọn ta như vậy được. Không được, ta nhất định phải gặp người. Lệnh vua đã rõ, cả hai chị em không chừa ai hết. Mau đi khỏi đây, để tôi còn làm việc khác nữa. Có quán kìa, mình vô đó đi. Từ từ thôi. Dạ, trời ơi, ở đâu mà có hai phu nhân cao quý mà đi lạc tới đây? Dạ, xin mời ghé vô tệ quán. Nói là tệ quán nhưng mà cũng đủ chỗ cho quý cô. Chắc hai cô đi đường xa cũng đói lắm rồi, xin mời ngồi dùng nước để tôi lo cơm cho quý cô à. Dạ, dạ.
Các ngươi cứ ngủ ngon đi nha. Hai chị em tụi bay từ đây phải sống trong cảnh u tối. Có chuyện gì mà các con lại khóc vậy? Ai vậy? Ông là ai vậy hả? Có chuyện gì cứ kể ta nghe. Ông là ai? Làm sao ông giúp được tụi con? Chị em con bị đuổi khỏi cung, bây giờ còn bị mù lòa nữa, không có cái gì trong tay hết. Tụi con cũng không biết đường để trở về nhà nữa. Các con đang gặp nạn lớn, nhưng cứ trì chí sống mà nuôi con, sẽ có ngày tái hợp. Ở bên kia có cái nhà tranh, hãy theo ta sang bên đó. Đi em. Chị. Đi em. Các con hãy theo ta. Đi. Các con hãy vô đây mà nghỉ ngơi đi. Tạm thời các con cứ ở đây. Còn hai cái chum này, một cái là gạo, một cái là tiền, cứ dơi rồi lại đầy, bảo đảm để cho các con sống qua ngày, nuôi con tới lớn. Ông đâu rồi em? Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Chị ơi, đúng là có gạo nè. Tiền nè chị. Kỳ lạ thiệt, hai cái lù này cứ dơ rồi lại đầy sao? Vậy là mình đã gặp được thần thánh rồi đó. Thần nói chị em mình sống để nuôi con, có ngày sẽ đoàn tụ. Sau khi được bụt giúp đỡ, hai cô gái mặc dù rất nhớ thương, lo lắng cho mẹ già nơi quê nhà, nhưng vì đường xá quá xa xôi lại bị mù lòa, nên hai chị em không thể làm gì khác hơn là cố gắng nuôi con khôn lớn. Hoàng Nam nhà mình thiệt là giỏi, mới có 10 tuổi hả, mà chuyện gì trong nhà cũng làm được hết đó. Hoàng Nam à, cẩn thận nha con. Dạ, không có sao đâu mẹ, con lợp thêm lớp nữa cho nó chắc chắn, để có mưa nó không có bị dột. Ừ.
Dạ con chào ông. Ủa ông là ai vậy? Ta là thầy đồ dạy học. Nghe nói trong nhà này có một cậu bé thông minh lanh lợi giỏi giang, cho nên ta muốn xin một chân dạy học. Các con thấy sao? Thầy đồ. Phải. Ngoài văn chương thi phú, ta có thể kèm võ nghệ, bắn cung, cưỡi ngựa. Được đó em, Hoàng Nam nhà ta phải tinh thông những môn đó. Vậy thì tốt quá. Nhờ thầy dạy kèm con tôi. Công thầy bao nhiêu tôi xin trả đủ. Chuyện đó đừng lo. Đợi thi có kết quả rồi trả công cũng không muộn. Dạ. Vậy nhờ thầy mỗi ngày lui tới dạy dỗ giùm con tôi. Thầy, hôm bữa thầy nói á là con bắn trúng vòng tâm. Thầy kể chuyện cho con nghe, thầy nhớ không? Nhớ chứ. Vậy thầy kể cho con nghe đi. Giờ con đã lớn, đã tới lúc con phải biết mọi chuyện để đòi lại công lý cho mẹ và dì con. Đòi công lý? Phải. Năm đó mẹ và dì con lên đường để tiến cung thì gặp yêu tinh, chút xíu nữa là bị ăn thịt. Cả hai bỏ chạy trên đường rồi mới gặp được ta. Ta đưa hai cô vào cung. Hoàng tử rất thích hai chị em nên lấy hai chị em làm vợ. Rồi yêu tinh mới tức giận đưa con gái vào cung làm bùa phép, khiến cho hoàng tử mê hoặc, đuổi hai chị em ra khỏi cung. Vừa ra khỏi cung thì bị yêu tinh đoán đường móc mắt. Vậy cho nên con phải cứu hai người. Nhưng con còn nhỏ, làm sao con đấu lại yêu tinh? Con đừng lo, có ta giúp. Chỉ cần con khéo léo, đừng để yêu tinh nó nghi ngờ. Giờ con cứ làm theo ta chỉ. Căng da bụng, trùng da mắt, đánh một giấc thôi. Lưng của ta, ôi ta già thiệt rồi. May là hồi này chú yêu không có triệu tập thượng. Chuồng ơi, mày đừng có reo nghe chuồng. Thôi, phải đánh một giấc thôi. Ngoại ơi, ngoại 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 ơi, con về rồi ngoại ơi. Ngoại ngoại ngoại, ngoại ơi, ngoại, người là ai? Con là cháu ngoại của ngoại nè. Mà ngoại đang làm gì trong đó vậy? Mẹ con sợ là về phụ hoàng đòi về theo, nên kêu con về thăm ngoại nè. Người là con của con gái của ta sao? Lấy gì để ta tin? Ngoại không tin á thì về kinh hỏi mẹ con kìa. Mẹ con dặn á, muốn về thì phải báo mẹ trước. Nếu phụ hoàng biết ngoại là yêu tinh á, là hai mẹ con bị đuổi như hai chị em kỳ trước. Thì ra nó đã biết hết rồi. Vậy đây là con rít con của ngoại đây sao? Ôi lớn quá rồi. Thôi đi vô đây với ngoại. Đi vô đây con. Đi vô đây với ngoại mau lên. Cháu ngoại. Cháu của ngoại ngồi đây nha. Con ở chơi với ngoại bao lâu? Con chơi với ngoại á, đến khi nào ngoại ngán con thì thôi. Mẹ mày ghét quá. Con ăn gì không? Để ngoại đi lấy cho. Bà ngoại chỉ có... Ngoại, 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 ngoại đừng có lo.
Mẹ cho con ăn khô nhiều lắm, cũng để ngoài yên ngựa. Vậy hả? Thôi vậy đi ha. Ý, ủa, mấy cái đó là cái gì vậy? Gì con? Ủa, cái lọ thủy tinh này là cái gì vậy? Sao trong đây nhiều mắt quá? Mà mắt này để làm cái gì vậy ngoài? Mắt đó là mắt của hai chị em nhà kia. Đồ bổ sau này để ngoại dưỡng già đó con. Nên ngoại không cần ăn thịt tụi nó nữa. Đây là cái lọ gì vậy ngoại? Mà sao nước không à? Đó là nước phép. Đổ nước vô mấy con mắt đó nghe, nó sẽ quay về chỗ cũ. Ủa, trong cái hòm này có cái gì vậy? Nhẹ tay. Cái bức tượng con rết đen này là cái gì vậy ngoại? Đó là sinh mạng của ngoại với mẹ con đó. Dù mẹ con với ngoại có bị chặt đầu cũng không có chết. Đập bể bức tượng đó, mẹ con với ngoại sẽ chết liền. Buồn ngủ quá. Cháu yêu của ta, bà ngoại ngủ một lát, con canh chừng nhà giùm ngoại nha. Thức dậy á thì ngoại sẽ làm món trùng hấp cho con ăn ngang. Cháu yêu của ngoại, con coi chừng nhà cho ngoại nha. Chú yêu gọi ngoại về, ngoại đi 3 ngày cây ngoại về liền. Con nhớ nha, 3 ngày ngoại về, con ở nhà coi chừng nhà giùm ngoại, đừng cho ai đụng vô cái gì hết nha. Con nhớ nghe con đừng có tái mái đồ của ngoại nha. Ngoại đi nha, đi nha. Bấy lâu nay ta cứ bận việc triều chính, hôm nay ta muốn ghé cung của hoàng hậu. Ngươi dặn tất cả mọi người để cho ta yên tĩnh. Lui đi. Tuân lệnh hoàng thượng. Nè, không có được đâu, ở đây là cung điện của nhà vua mà. Mày đi đâu vậy? Có chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy? Dạ, bẩm hoàng thượng, ngoài kia có một đứa bé khăng khăng đòi gặp hoàng thượng. To gan, ngươi không biết hôm nay hoàng thượng cần được nghỉ ngơi sao? Mau lui ra. Dạ, thần không biết, xin hoàng thượng tha lỗi. Ngươi đứng lên đi. Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Khoan đã. Dạ, hoàng thượng. Đứa bé này là ai? Tại sao khăng khăng muốn đòi gặp ta? Cho đứa bé vào. Dạ, hoàng thượng. Bẩm hoàng hậu, cung thỉnh hoàng hậu vào trong nghỉ ngơi và dùng bữa ạ. Không cần, ta không ăn. Dạ, hoàng hậu ơi, nô tỳ có một thắc mắc. Từ ngày về hầu hạ hoàng hậu đến bây giờ, nô tỳ không thấy hoàng hậu ăn cái gì cả. Nhiều chuyện, không có chuyện của ngươi. Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ tạo phúc cho ngươi, nghe chưa? Dạ. Con xin ra mắt hoàng thượng. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn gặp ta? Dạ, con là con trai của phụ hoàng, do một người em út trong 2 người chị em mà phụ hoàng đã đuổi ra năm đó đã sinh con ra. Nói sao? Đầu đuôi câu chuyện á thì phụ hoàng cứ về hỏi mẹ con đi. Như con tới nó phụ hoàng á là phụ hoàng đã rời bỏ những người vợ hiền thục để vui thú với yêu tinh. Hiện nay tính mạng của phụ hoàng như trứng để đầu đẳng. Nói bậy bạ gì đó, ai là yêu tinh? Dạ dễ lắm, chỉ cần á phụ hoàng đập bể con rết bằng đá trong đây là phụ hoàng sẽ biết liền. Dạ. Dạ hoàng thượng.
ơi, cháu ngoại, ngoại về nè, cháu ngoại của ta, con đâu rồi, con đâu rồi? Hả? Ôi trời ơi, trời ơi, sinh mạng của ta, sinh mạng của ta, bảo bối của ta đâu mất rồi? Trời ơi, đồ của ta, ai lấy, ai lấy của ta? Thằng nhóc, thì ra là thằng nhóc. Mày dám lừa ta, mày dám lừa ta, mày dám lừa ta. Đứa lão, dám lừa gạt ta, lính đâu, đổi hắn lại. Không, không, con có gạt phụ hoàng, nó thiệt mà, cái con rít này nó. Phụ hoàng nhìn kìa. Không bao lâu nữa, gian sơn này sẽ là của mẹ con ta. Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu ơi, hoàng hậu, hoàng hậu ơi. Mày lừa gạt tao hả? Nhóc, tao sẽ giết mày. Đây là sao? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Có chuyện dạ, bẩm hoàng thượng ạ. Nói. Dạ, hoàng hậu, hoàng hậu. Hoàng hậu làm sao? Dạ, hoàng hậu đứng không tự nhiên, đau đớn hoàng hoại, thân xác tan ra rồi biến thành con rích luôn rồi hoàng thượng ơi. Vậy phụ hoàng tin con chưa? Ơi, mẹ, mẹ, chuyện gì vậy con? Dì ơi, con về rồi nè. Mẹ, mẹ với dì đón coi, con về với ai? Bước chân này sao nghe quen vậy? Bao nhiêu năm rồi em vẫn không quên. Không lẽ là ta đã làm cho hai nàng ra nông nỗi này? Ta thật đáng chết. Bệ hạ giảng tôi. Hai nàng hãy đứng lên đi. Bấy lâu nay ta đã làm cho hai nàng có cuộc sống khổ sở như vậy, ta xin lỗi. Dạ. Thank you.